Sống thật với chính mình là một lời khuyên kinh khủng. Lời khuyên có tính chất self-help nhất mà bạn đã từng được nghe là gì? Có phải đó là câu bạn là người tạo ra cuộc sống của chính bạn, hay là cái câu luôn luôn theo đuổi đam mê của bản thân? Những lời khuyên vừa rồi có vẻ phổ biến thật đấy, nhưng đặt lên bàn cân với cả hãy sống thật với chính mình thì không thể nào so sánh bằng. Xuất hiện trong hàng ngàn quyển sách, hàng trăm bài phát biểu, sống thật với chính mình như là câu nói bắt buộc phải có trong bất cứ chủ đề nào liên quan đến phát triển bản thân. Nếu như bạn đã từng tin tưởng mù quáng và sống một cuộc đời là chính mình hết mức theo câu nói này, thì có thể vì điều này sẽ thay đổi suy nghĩ ban đầu của bạn, bởi đây là một lời khuyên dở tệ. Không tin rằng sống thật với bản thân tệ hại đến như thế nào ư? Hãy cùng đến với bài viết Unless You're Oprah, Be Yourself is a Terrible Advice by Adam Grant tại tờ New York Times để nhìn thấy sự kinh khủng của lời khuyên này nhé. Video này được Spider Room chuyển thể từ bài dịch của tác giả Tề Thiên Đại Thánh. Chúng mình có gắn cả link bài viết gốc và bài dịch ở phần mô tả, nên các bạn hãy ghé qua để ủng hộ chúng mình nha. Giờ thì hãy bắt đầu thôi. Trước khi đi tiếp thì Spider Room có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn. Đó là talk show Em Út của nhà nhện Spider Room mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast. Talk show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua 3 show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mảng. The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo. Và thứ ba là A Bittersweet Life, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Link dẫn đến talk show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thế nào. Cảm tưởng như đó sẽ là buổi thuyết trình bự nhất cuộc đời tôi. Lần đầu tiên tôi được đứng trên sân khấu lớn của TED Conference. Chưa gì mà tôi đã xé bỏ đến 7 bản nháp rồi đấy. Do muốn tìm một hướng đi khác, nên tôi thử hỏi gợi ý từ đồng nghiệp và bạn bè. Điều quan trọng nhất phải là chính mình, người đầu tiên nói. Và 6 người tiếp theo tôi hỏi cũng cho tôi lời khuyên tương tự. Chúng ta đang ở kỷ nguyên sống thật, nơi mà việc là chính mình là lời khuyên tiêu biểu cho cuộc sống, tình yêu và sự nghiệp. Sống thật là xóa nhòa ranh giới giữa điều bạn tin tưởng bên trong và điều bạn hé lộ ra bên ngoài. Giáo sư nghiên cứu Brené Brown của Đại học Houston đã định nghĩa sống thật là cho mọi người thấy con người thật của mình. Chúng ta muốn đời mình sống thật, cưới bạn đời sống thật, làm việc cho sếp biết sống thật, bầu cho tổng thống sống thật. Trong diễn văn khai giảng đại học, sống thật với chính mình là một trong những câu chủ đề phổ biến nhất. Có lẽ lời khuyên này chỉ đứng sau, mở rộng chân trời của bạn và đứng ngay trước đừng bỏ cuộc. Tôi không hề biết việc là chính bản thân mình có thể giúp bạn trở nên giàu có như tôi bây giờ đấy. Tôi mà biết vậy thì tôi đã làm như thế từ sớm hơn rồi. Oprah Winfrey từng nói đùa như thế vài năm trước. Nhưng với hầu hết mọi người, là chính mình là một lời khuyên kinh khủng. Cho phép tôi được sống thật một xíu rằng không ai muốn thấy con người thật của bạn cả. Chúng ta ai cũng có những suy nghĩ, cảm xúc làm nền tảng cho đời mình, nhưng tốt hơn là chúng không nên lộ ra. Khoảng 10 năm trước, tác giả AJ Jacobs đã thử sống thật 100% trong vài tuần. Ông tuyên bố với cả một cô biên tập rằng ông sẽ thử gạ trịch cổ nếu như mà ông còn độc thân. Ông nói với cả cô vú em là ông muốn hẹn hò với cô nếu như mà ông bị vợ bỏ. Ông nói với cô con gái 5 tuổi của người bạn rằng con bọ trong tay cô bé không phải đang ngủ đâu, nó cút rồi. Ông nói với họ hàng bên vợ rằng mấy thứ họ bàn luận chán phèo. Và bạn tưởng tượng được kết quả của thử nghiệm này rồi chứ? Sự lừa dối giữ cho thế giới này hoạt động, Jacobs kết luận. Nếu không nói dối, hôn nhân sẽ đổ vỡ, nhân viên sẽ bị sa thải và cái tôi sẽ vỡ vụn, chính phủ sẽ sụp đổ. Mức độ sống thật của từng người sẽ phụ thuộc vào đặc điểm tính cách gọi là tự giám sát. Nếu bạn là người tự giám sát nhiều, bạn sẽ luôn để ý xung quanh và tìm tín hiệu giao tiếp và điều chỉnh sao cho hợp lý. Bạn không thích các tình huống khó xử và cố gắng tránh xúc phạm bất kỳ ai. Ngược lại, nếu bạn là người ít tự giám sát, bạn sẽ để nội tâm định hướng nhiều hơn dẫu trong tình huống nào. Theo một nghiên cứu hết sức thú vị, khi món bít tết được mang ra, người tự giám sát nhiều sẽ nếm thử trước khi rắc muối, trong khi người ít tự giám sát sẽ rắc muối trước tiên. Nhà tâm lý học Brian Little giải thích, có vẻ như là người ít tự giám sát hiểu được đặc tính ăn muối của mình rất rõ. Những người ít tự giám sát hay chỉ trích những người tự giám sát nhiều là tắc kè hoa và thảo mai. Đúng là việc sống thật cũng phải đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm. Một số nghiên cứu chủ bị gợi ý rằng người ít giám sát có hôn nhân hạnh phúc hơn và tỷ lệ ly hôn thấp hơn. Bên cạnh người bạn đời, sống thật có thể tạo nên một mối liên kết bền chặt hơn. Nhưng mà trong phần còn lại của cuộc đời, sống thật quá thì ta sẽ trả giá. Người tự giám sát nhiều thăng tiến nhanh hơn và đạt địa vị cao hơn.
một phần vì họ rất quan tâm đến danh tiếng của mình, mặc dù nó có vẻ tạo điều kiện cho mấy vụ thổi phồng bản thân quá mức. Nhưng người tự giám sát nhiều hay dành thời gian để ý xem người khác cần gì để giúp đỡ. Khi phân tích toàn diện kết quả từ 136 nghiên cứu với sự tham gia của 23.000 nhân viên, những người tự giám sát nhiều nhận được đánh giá cao hơn rõ rệt và có khả năng được cất nhắc vào vị trí lãnh đạo nhiều hơn. Điều thú vị là phụ nữ thường ít tự giám sát hơn đàn ông. Có lẽ là vì phụ nữ phải đối mặt với nhiều áp lực văn hóa hơn nếu như mà muốn biểu lộ cảm xúc. Buồn thay, vì lẽ đó, họ chịu rủi ro bị đánh giá là yếu đuối hoặc là không chuyên nghiệp. Ví dụ có thể kể đến trường hợp của Cynthia Danaher khi được thăng chức giám đốc điều hành của tập đoàn Hewlett-Packard. Cô thông báo đến 5.300 nhân viên là công việc này rất đáng sợ và cô cần sự giúp đỡ của mọi người. Cô đã sống thật đấy chứ, nhưng mà đội của cô thì chưa gì đã bay biến luôn sự tự tin. Một số nhà nghiên cứu còn cho rằng, ít tự giám sát có thể gây nên hiệu ứng tiêu cực đến với cả con đường thăng tiến của nữ giới. Tuy nhiên, tự giám sát nhiều cũng phải chịu đựng đau thương từ niềm tin sống thật, bởi vì nó mặc định là có tồn tại một cái tôi, một nền móng cho tính cách của mỗi người, cấu thành từ niềm tin và khả năng của từng cá nhân. Từ rất lâu rồi, nhà tâm lý học Carol Dweck đã chỉ ra rằng nếu chỉ tin vào một cái tôi cứng ngắc có thể cản bước phát triển của bản thân. Những đứa trẻ ngộ nhận khả năng là bất biến sẽ bỏ cuộc khi gặp thất bại, hay là những nhà quản lý tin rằng tài năng sẽ là bất biến sẽ không bao giờ đào tạo được nhân viên. Herminia Ibarra, giáo sư trường kinh doanh INSEAD, lưu ý khi cố gắng tiến bộ, ý thức được rõ ràng và vững vàng về bản thân là kim chỉ nam giúp chúng ta leo lái được lựa chọn và tiến bước đến mục tiêu. Khi tìm cách thay đổi cuộc chơi, quan niệm quá cứng ngắc về bản thân lại trở thành cái neo níu ta dòng buồm ra khơi. Nếu không phải vì cái tôi, thì chúng ta nên phấn đấu vì cái gì? Nhiều thế kỷ trước, nhà phê bình văn học Leonel Charling đã cho chúng ta một câu trả lời nghe thì cũ rích nhưng lại rất thật, đó là sự chân thành. Thay vì tìm kiếm cái tôi ở bên trong và nỗ lực điều khiển để thể hiện nó, Charling khuyến khích mọi người bắt đầu với cái tôi ở bên ngoài. Chú ý tới cách chúng ta thể hiện mình với người khác, rồi sau đó phấn đấu trở thành con người mà chúng ta tự nhận ấy. Thay vì thay đổi từ bên trong ra bên ngoài, bạn nên mang bên ngoài vào bên trong. Khi tiến sĩ Ibarra nghiên cứu các tư vấn viên và nhân viên ngân hàng đầu tư, cô phát hiện ra rằng những người tự giám sát nhiều có xu hướng thử nghiệm nhiều phong cách lãnh đạo hơn những người đồng đạo sống thật. Họ quan sát các lãnh đạo thâm niên trong tổ chức, mượn cách giao tiếp và hành động của họ, rồi tập luyện cho đến khi thành bản năng thứ hai. Họ không sống thật, nhưng mà họ chân thành, càng khiến điều đó trở nên hiệu quả. Bản thân là một người hướng nội, hồi bắt đầu sự nghiệp, tôi sợ nói chuyện trước công chúng kinh khủng, hẳn là cái tôi sống thật của tôi còn lâu mới đi diễn thuyết TED Talk được. Nhưng mà bản thân là người đam mê chia sẻ kiến thức, tôi dành cả thập kỷ tiếp theo để học cách mà tiến sĩ, nhà tâm lý Little gọi là hành xử chật cá tính. Tôi quyết định trở thành người mà tôi tự nhận, người không ngại được dưới ánh đèn spotlight, và nó hiệu quả thật. Lần tới, có ai nói cứ là chính mình, hãy chặn họng đứa đó lại. Không ai muốn nghe hết mọi thứ trong đầu bạn, họ chỉ muốn bạn sống đúng như lời mà bạn nói mà thôi. Ý kiến của bạn như thế nào sau khi lắng nghe những lời giải thích của tác giả Adam Grant? Hãy để lại bình luận thành thật nhất cho chúng mình biết ở phía dưới nhé. Mình là Pink Dot. See ya.